Hello mọi người, hôm trước thì mình đã thử về đảo ngược, hôm nay mình sẽ thử về tốc độ nha. Và mình sẽ nói một câu hơi mất dạy một chút, đó là hello mọi người, mình là Thành vừa rồi giáo và các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình nha. Hello mọi người, mình là Thành vừa rồi giáo và các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình nha. Và mình cũng xót cái video đấy lên. Và các bạn có thể thấy đây là khi mình để tốc độ 0.5. Mình là Thành vừa rồi giáo và các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình nha. 2 nhân 0.5 thì nó bằng 1, nhưng mà tốc độ x1 thì nó như này. Hello mọi người, mình là Thành vừa rồi giáo và các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình nhé. Và vì tốc độ 0.5 nó có 3 giây thôi mà x1 nó tận 4.2 giây, nên là cái dự án này của mình đã